Điện truyền hình đầu tiên của em đúng không? À, thì em cũng có thể chia sẻ luôn. Cảm ơn. Cảm ơn, mình có 3 câu. Dạ, cảm ơn nhà báo Song Minh Việt Danh Min Min. Nhà báo mà như là suốt ngày status hài đau cười đau bụng. Dạ, Song Minh hỏi thí sĩ nhưng mà thôi chắc là anh Phương trả lời lẻ từ từ nha anh Phương. Dạ, tại vì em xin phép trả lời trước ạ. Cảm ơn câu hỏi của Song Minh. Thật ra nghĩ là cái lợi thế, một trong những lợi thế của Thúy mà được nhiều người biết đến là già căn bản, xấu căn bản, khô căn bản. Dạ. Và giống như là nhiều bạn hay nói là cứ cần cái gì mà khô khô xấu xấu để em đi nghĩ ngay đến chị. Ngoài chị ra thì em ít kiếm được người nào mà xấu xấu mà khô khô bằng chị. Em nghĩ đó cũng là cái lợi thế. Nếu nói rằng cái nhân vật Bà Mẹ Miền Tây này nó khác gì so với những nhân vật trong những cái vai trước mà Thúy đã đóng, thì một trong cái điều mà khác nhất mà Thúy cảm nhận được từ phía bà mẹ này là cái tình thương. Tình thương con, nhưng mà giống như nhiều ông bố bà mẹ của Việt Nam mình là thương con, bảo bọc cho con và nâng đỡ con và làm tất cả những thứ mà mình nghĩ là có thể tốt nhất cho con. Đến cuối cùng thì đứa con mình nó quá phụ thuộc vào cái tình thương, sự bảo bọc đó thì nó trở thành cái người vô trách nhiệm, và đó chính là bi kịch của bà mẹ và cái đứa con của mình. Giống như hồi nãy Ngôn Hạnh có tiết lộ một chút là cuối cùng là cái lòng tự trọng của cái bà mẹ này đã khiến cho bà phải có một cái hành động đột phá để thay đổi đứa con. Và đó là một trong những cái bi kịch lớn của bộ phim này. Thì thông qua nhân vật của bà Tâm á, thì Thúy cũng cảm thấy rằng là tức là bản thân của mình trong cái thay đổi, trong cái suy nghĩ của mình, tức là có thể mình thương con, có thể mình cho con nhiều thứ, nhưng dứt khoát rằng là phải cho con tự chịu trách nhiệm, cho con cái ý thức để làm người, để biết, để yêu thương người khác và sống có trách nhiệm là một cái điều rất là quan trọng. Còn nếu mà nói rằng là đã hóa thân cái gì thì thật sự mà nói thì tại vì Thúy có cái lợi thế rằng là xả bộ đồ ra cái là nó sống rồi, cho nên là không có cần phải hóa thân nhiều. Và chỉ cần thêm vài sợi bạc xong rồi nhấn thêm vài nếp nhăn. Mà tôi nghĩ là bây giờ còn cần phải làm những động tác đó, nhưng mà chắc năm sau cũng không cần thiết đâu. Chỉ cần trồng bộ đồ vô là quay luôn được rồi. Dạ, và tôi hy vọng rằng là cái câu chuyện ở trong phim Bán Chồng sẽ dẫn khán giả đi đến tận cùng của những cảm xúc. Thực sự là khi lúc nãy theo dõi lại từ trailer cho tới là những cái cảnh ở trong phim á, thì không biết là những bạn khác thì sao, nhưng mà thật sự là Thúy với Quanh Kiều cứ ngồi khóc sướt mướt. Là tại vì những cái cảm xúc mà mình đặt ở trong phim á, là khi đọc kịch bản đã khóc rồi, khi quay hình lại khóc một lần nữa, rồi xong rồi đến những cái đoạn mà thu voice bổ sung cho nhân vật khóc. Hôm nay xem lại những cái cảnh nó rất là ngắn thôi, nó rất là sơ lược tiểu xuyết ở trong phim thôi, nhưng mà cảm xúc nó cứ trào về và mình không kềm được cảm xúc của mình. Và tôi hy vọng rằng đây sẽ là một bộ phim mà được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt nhất. Dạ, xin cảm ơn anh. Cảm ơn chị Thúy. Câu thứ hai Lan đã từng lăn xê thành công Quý Bình rồi thì anh Tú sao? Dạ. Chào bạn Xuân Minh. Tất cả báo chí mình cũng nói là mình được mệnh danh là đạo diễn quèn, không có tên tuổi gì hết đó, nhưng mà diễn viên mình tỏa sáng là mình vui nhất. Mình có lẽ là mình chọn đúng vai. Ngày trước mình mời bạn Bùi Việt Hà, Vũ Thu Phương, Bình Minh, anh đã Quý Bình. Và lần này là anh Tú, Nguyễn Anh Tú. Không phải là như VTV phát sóng là bạn Nguyễn Anh Tú là diễn viên tay ngang, không phải. Nhưng ngày trước Bình Minh cũng là diễn viên, cũng phải casting và cũng đi học diễn xuất. Bạn Bùi Việt Hà cũng thế. Cho nên tất cả các bạn đều có khả năng diễn xuất và đã đi học diễn xuất và là có một cái chỗ đứng nhất định để khi vô casting phim mình. Và lần này anh Nguyễn Anh Tú cũng được giải quán quân Cười Xuyên Việt 2016 và đóng một phim nhựa và ba phim truyền hình trước đó. Tất nhiên không phải vai chính mà cũng trải nghiệm và diễn xuất sắc rồi. Cho nên bạn anh Tú cũng vượt qua ba mươi mấy nhân vật lên cát vai vui, và bạn Tú phải cắt lần thứ 5 chứ không đơn giản được chọn. Và tôi cũng có thuyết phục anh Đỗ Thanh Hải cũng như ekip là chọn anh Tú, vì lý do là Tú hội tụ đủ cái điều kiện để thể hiện vai vui, và mỗi lần lên casting là Tú thể hiện một cách khác, và Tú có diễn sân khấu kịch thế giới trẻ
Và tôi ngạc nhiên là tôi không biết hoàn toàn về cái giải thưởng của Tú và các web YouTube thì của Tú làm hết. Và tôi nghe nói diễn sân khấu, tôi cũng ngạc. Thực sự mình làm phim thì không phải đau to búa lớn, mà đối với tôi phim dù đó là phim truyền hình, ai có khi dễ kể nào cỡ nào đi nữa thì tôi phải làm cho nó chất và diễn phải đời thường, chứ tôi không muốn diễn theo kiểu sân khấu. Và tôi không nói ra điều đó, và khi cắt tới lần thứ 5 mà bạn Tú diễn khác nhau và không hề ổn rồi là tôi thấy tôi vô động. Còn ai thích diễn viên diễn phim truyền hình mà nó hơi over chút xíu thì cái đó là quyền của họ, và họ đưa lên và làm sao trong ban giám đốc hoặc là khán giả truyền hình thích thì thôi. Còn đối với tôi không thích điều đó. Cái nào xứng đáng over cho over, cái nào cinema đời thường cinema đời thường. Và Tú đáp ứng được điều đó, và cuối cùng Tú nhận vai. Tôi xin lỗi tất cả báo chí và tất cả các bạn ở đây. Tú và Oanh Kiều cũng qua sự sát hạch tới lần thứ 5, thứ 6. Tới lúc bấm máy là chỉ còn có 4 ngày nữa để chuẩn bị cho vai diễn. Và hai bạn này vô bằng cách xuất sắc. Nghĩa là qua cái chuyện các bạn có khả năng và tôi giao đúng vai và ban giám đốc để đã quyết định chọn hai vai nam chính và nữ chính như thế này, thì tôi nghĩ là khi phát sóng lên thì nếu ai xin coi chút xíu, tôi nghĩ là không phụ lòng. Dạ. Anh Tú. Em xin trả lời câu hỏi của anh Song Minh. Thì thật sự là em rất là may mắn, em cảm nhận là sau 2 năm thất bại sau cuộc xin việc của em thì em thấy rất là may mắn khi em nhận được một cái dự án lớn như thế này và chuyên nghiệp. Đầu tiên thì em cảm ơn ban giám đốc Đại và Sơn Hải đã và anh Phương cũng như là ekip casting phim Bán Chồng đã cho em một cái cơ hội thể hiện cái vai này, vì anh Hải cũng không biết em là ai, anh Phương cũng không biết em là ai, ngay cả sản xuất phim cũng không biết em là ai, chỉ biết em qua những sản phẩm của cuộc xin việc. Thì họ không có chứng kiến được em như thế nào khi mà thực hiện một cái vai diễn dài hơi như vậy. Thì chỉ qua vài đoạn clip casting và vài hình ảnh thì anh Phương và anh Hải cũng đã quyết định chọn em. Và em cũng đã nghĩ là ở đây là một cơ hội lớn, em phải cố gắng hết sức. Khó khăn thì cực kỳ khó khăn, vì em từ một diễn viên học chính kịch, sau đó cuộc đời xô đẩy em đi thi hài. Em đi thi hài xong thì em lại bị nhiễm diễn hài. Thì xong rồi cuộc đời lại xô đẩy, em không muốn diễn hài nữa, em muốn quay về chính kịch. Thì đây là một cái dự án lớn. Và đầu tiên sau khi em comeback trở lại với một cái vai diễn có nhân vật, có chiều sâu. Và em hy vọng là tất cả mọi người sẽ ủng hộ. Nếu có sai sót gì thì mong anh chị bỏ qua. Em sẽ cố gắng hoàn thiện ở những phim sau, những dự án sau. Ở trong phim này có một cái phân đoạn mà em nhớ nhất. Đó chính là phân đoạn mà đã chiếu ở trên đây, là phân đoạn em đánh đờn, khóc mẹ vì mẹ đã mất. Đó là một cái tâm lý trường đoạn dài từ lúc mà em thay đổi thành một con người khác. Và em đã bỏ mặc mẹ em đã bỏ mặc cô vợ của em. Và sau đó là mẹ mất, để cho em nhận ra đâu mới là chân lý, đâu mới là thật sự là người mình bên cạnh mình. Thì tất cả những trường đoạn tâm lý nó chỉ dồn trong một phân đoạn thôi. Thì em mới xin anh Phương là, anh Phương khi nào em có đủ sức khỏe, khi nào em có đủ tâm lý, khi nào em có đủ hết tất cả mọi thứ, anh Phương cho em quay nha. Cuối cùng anh Phương sắp một ngày quay xong em ra quay, em quay không được. Em nói là thôi em xin lỗi ekip và cho em xin lần sau. Thì anh Phương cũng rất là ưu ái cho em là em đã ổn chưa, qua ngày hôm sau em đã ổn chưa. Dạ ổn, chơi anh ơi. Và cuối cùng là em đã hoàn thành được trọn vẹn cái phân đoạn đó. Thì đó là một cái phân đoạn mà em cảm thấy là cực kỳ khó khăn, vì cái vai diễn của em nó có trải qua rất nhiều cột mốc và rất nhiều giai đoạn. Thì lần đầu tiên quay phim truyền hình nữa, giống như em bị điên vậy đó. Thế là mới mở màn vô phim, quay những phân đoạn ở tập 10, tập 11, 12, sau đó quay lại tập 1, tập 2, rồi cuối cùng diễn ở quay chưa hết phim thì mới quay được khoảng tháng đầu, rồi lại quay tập 30 mấy. Em cảm nhận là em như là một người bị thần kinh. Em phải thay đổi liên tục. Và phải nói là sau bộ phim này em quay về sân khấu em diễn thì em cảm giác là em lớn hơn. Và những dự án sau này em nhận, em cảm giác là em có chiều sâu nhiều hơn. Nhắc nói là em lựa chọn mà em chỉ cảm thấy là hình như là cái duyên nó đưa đẩy đến với em.
cũng như anh Phương có nói là anh em đã biết nhau 10 năm rồi. Và cũng cái thời điểm mà em cũng cảm thấy là em đang hào hứng, đang rất là mong chờ một cái vai diễn hay một cái bộ phim nào đó để mình được tham gia, thì rất là duyên, rất là may mắn khi mà đúng ngay thời điểm đó là anh Phương liên hệ cho em. Và cơ hội tới thì em làm thôi à. Chứ em cũng, em theo em thấy thì thật ra thì phim điện ảnh hay phim truyền hình gì thì cũng đều có sự đầu tư rất là tỉ mỉ chỉnh chu, cho nên là em không quá quan trọng là có sợ tên tuổi của mình như thế nào về phim điện ảnh hay là phim truyền hình. Em thật sự là không có một cái sự gì đó mà nó phân biệt. Em nghĩ là có cơ hội tới thì mình làm thôi. Và còn câu thứ hai là nãy chị hỏi là sau bộ phim thì có những dự án gì không ạ? Dạ. Dạ, chắc chắn là sẽ có những cái dự án trong năm nay, và hiện tại giờ em đang rất là sung sức để mà chuẩn bị cho những cái dự án đó. Thì anh Phương nhắc đến 10 năm. 10 năm trước thì mọi người thấy em qua một cái bộ phim và những cái dự án sản phẩm âm nhạc gắn liền với cái hình ảnh rất là dễ thương về tiệm bánh, dâu tây, xe buýt hai tầng, vòng xoay ngựa gỗ. Thì bây giờ năm nay thì em cũng mong muốn là mình sẽ mang đến một cái sản phẩm, em cũng không có dám kỳ vọng vào nó quá nhiều, mà em hy vọng là đây là một cái sản phẩm âm nhạc mà em sẽ là một cái món quà và một em lưu giữ là một cái kỷ niệm thật là đẹp của mình trong một suốt một cái chặng đường qua. Và trong một cái dự án này nó sẽ cũng có bao gồm những hình ảnh nhắc lại những bài hát ngày xa xưa của em được các bạn yêu thích, là có xe buýt hai tầng, tiệm bánh dâu tây, vòng xe ngựa cổ la la. Dạ lâm quá. Ngoài ra thì cũng chắc là em chỉ chia sẻ bật mí chút xíu đến đây thôi, và rất là hy vọng là em cũng đang rất là đón chờ những cái dự án sắp tới. Nếu mà có anh chị nào, đạo diễn nào mà không muốn casting phim thì đừng có quên em sẵn sàng đi casting. Chỉ quay vỏn vẹn có 10 ngày mà không hề có ve hay có ghe gì cả. Cho nên là không có cảm nhận được cái sự cực khổ của đoàn phim. Đúng rồi mọi người ơi, lý do mà Lan nhận cái vai này là tại vì Lan không có phải đi nhiều, Lan chỉ ngồi có một chỗ, ngồi trên một cái xe thôi, không có tốn tiền mua giày nữa mọi người, mang cái đôi giày múa để mà thể hiện cái đôi chân của mình nó không có đi được, nên chỉ hoạt động cái tay của mình để điều khiển cái xe thôi. Nói chung là kỷ niệm sơ sơ, chỉ là kỷ niệm như vậy thôi. Cao Thái Hà chắc cực hơn Lan đúng không? Cao Thái Hà có Cao Thái Hà có về quê 2 ngày cho nên có nghe nghe và có nghe nghe. Thật sự là có 2 ngày thôi nhưng mà cảm nhận được là đoàn phim đã phải rất vất vả luôn. Mình về có 2 ngày luôn mà không chịu nổi luôn á, nghĩa là mình vừa anh Hương diễn cái mình nuôi cảm xúc nãy giờ là diễn khóc cắt nghe nghe chạy qua cắt rồi lại khóc lại, khóc đi khóc lại có khi một cảnh khóc đó mà mình phải khóc tới 5-7 lần là chuyện bình thường luôn. Nói một chút xíu sơ về cái vai diễn của Hà thì cái phim Hà nghĩ rằng là bán chồng thì kẻ bán thì có người mua, thì nhân vật của Hà là người mua. Một cô gái rất là cá tính và Hà nghĩ là không phải là một vai diễn phản diện mà là một cái vai diễn cá tính, thể hiện được những cái cảm xúc của một con người, những cái cảm xúc ích kỷ của một con người và phạm phải sai lầm, và sau đó là cuối phim là những cái dằn vặt nội tâm của nhân vật Diệu Ngọc. Thì Hà đã phải cảm thấy nó rất là khó để mà mình cảm nhận được cái vai diễn đó. Một phân đoạn mà có lẽ là rất là ấn tượng, rất là kỷ niệm mà bây giờ mình đang rất lo không biết nó sống lên nó sẽ như thế nào, đó là cái phân đoạn mà xỉn với là anh Tú. Thì thật sự là từ đó giờ mình chưa bao giờ sợ một cái cảnh nào bằng cái cảnh xỉn hết, tại vì là xỉn nó rất là giả, từ giọng nói cho tới trực tiếp cho tới ngôn ngữ hình thể thì mà mình diễn là nó sẽ giả liền. Hôm đó xin anh Phương ra bút 6 ly. Anh ơi em không diễn được, tới bây giờ em không xỉn là em diễn giả là chết liền, là nó kỳ lắm anh Phương ơi. Ra bút 6 ly xong xỉn thiệt luôn mọi người. Xỉn thiệt xong rồi á, hỏi tá lão mình luôn, hỏi không vô kịch bản luôn. Thế là xỉn rồi xong rồi quay cảnh đó xong là trên đường về là ói. Ói dài thì dài, là kêu trợ lý tắp xe vô là ói, sáng 6 giờ sáng lên là vẫn còn xỉn luôn. Anh Phương là cuộc cả đàn rất là ấn tượng với Hà, cái phần đoạn đó là xỉn xong quậy quá rồi, không quay được luôn. Còn Lê Trang thì sao? Lê Trang có phải uống rượu hoặc là làm thiệt giống như Cao Thái Hà? Không, em không uống rượu trong phim. Còn cái chuyện ở ngoài là không bàn. Nhưng mà cái nhân vật của em là đây là một phim truyền hình đầu tiên mà em tham gia. Mà
mặc dù là không phải là dây trong tiếng chính hay là xuất hiện nhiều hết, em xuất hiện mỗi chừng 11 phân 11 12 phân em nhớ là trong và điều ấn tượng đầu tiên đó là em là một đàn em của chị Ngọc Lan, đó là đi hại cái xóm bên đó, nhưng mà không bao giờ em biết chủ nhân em là ai, mà cứ ăn rồi cứ bị lôi ra bị hỏi biết, mà cứ phân đoạn từ đầu cũng cứ hỏi bà nói đi, người phụ nữ là ai đó tôi không có biết, trời ơi tôi không có biết, tôi nhận tiền tôi nhắm mắt tôi làm gì con tôi chứ không có biết đâu mà cứ hỏi. Đó là cái ấn tượng đầu tiên. Và cái ấn tượng thứ hai đó là rất xuất sắc nha cả nhà mình, đó là mỗi phân một cảnh như một nơi. có nghĩa là ví dụ như ngày một tay quay ở Tiền Giang, alo Bích Trang, em xuống quay vào nhà, ok anh, giờ quay xuống, quay xong rồi em, ủa anh cùng hình ảnh không? Không em, dạ ok, vậy em về. Em ngày mốt em ơi xuống quay ở đây ở Vĩnh Long nha, dạ Vĩnh Long, dạ xuống quay xong anh ấy còn phân nào không? Không em một phân thôi. Dạ có thể có nghĩa là khoảng 11 phân thì cũng là 11 nơi mà nó khá là cũng có cùng tỉnh, nhưng mà ý là nó không gom một chỗ mà nó cứ di chuyển, đó là một cái điều ấn tượng của em. Giống như là nhiều khi em ngồi xe em nghĩ là trời sao mà giống như mình đi du lịch vậy ta, không phải như phim nữa mà đó là đi du lịch. Và một cái điều là em cũng kỷ niệm với cái nhân vật này, đó là em thích ở trong nhân vật này là gì, là thực ra bà này không phải là ác, bà đâu phải là ác, mà dạng bà cũng không phải là nhiều chuyện đâu, mà tại vì hoàn cảnh đẩy đưa, nhưng mà bà cũng nhiều chuyện thiệt, thì đại khái là cũng có tâm lý, nói chung là nhân vật của em cũng có tâm lý, em cũng thích điều đó. Và cảm ơn ekip anh chị và nhà sản xuất cũng như đã tạo cho em được đi du lịch luôn. Dạ được vừa được đi du lịch nè, vừa được đóng phim mà vừa được trải nghiệm về lần đầu tiên để biết đóng phim truyền hình là như thế nào. Dạ. Tôi nghe sáng nghèo. Em mọi người nói em mà bị trùng hẳn, thực ra là trong phim của em, trong phim Bán Chồng thì vai của em cũng rất là trùng, bị trùng xuống rất là nhiều. Vai của em là rất nhiều trường đoạn mà tâm lý nặng và khóc lóc rất là nhiều. Thực ra là vai của em hoàn toàn quay bối cảnh 80% là ở miền Tây, và rất là khó khăn cho cái vai của em, nó là tâm lý rất là nặng, nhưng mà như má của em đã nói là gặp ve xe ghe. Và còn bọn em một ngày quay những cảnh khóc là em đang diễn, tập trung diễn là ghe đi qua, và một phân đoạn như vậy bọn em phải quay đi quay lại 5-6 Tết 6-7 Tết, có khi chục Tết mà bọn em quay bắt luôn. Dạ, rất là vất vả. Có khi em phải giữ tâm lý trong vòng 2 tiếng đồng hồ cho một phân đoạn trường đoạn dài khóc như vậy, và luôn luôn tập trung để giữ tâm lý, tại vì cái vai của em rất là nặng. Em được sự hỗ trợ của rất nhiều má của em, đây là má chồng của em. Em nhìn mỗi lần em nhớ tới má chồng của em là em tự nhiên rơi nước mắt. Má em một cái hình ảnh mà một hình ảnh mà em cứ bị xót, lúc nào nghĩ tới má là em cảm thấy xót xa kinh khủng, mà em lại rơi nước mắt. Và má em là người mà hỗ trợ cho em diễn xuất rất là nhiều. Cái đó là anh Tú. Anh Tú là một bạn diễn mà phải nói là hoàn toàn em nhìn vô là em thấy vui. Em nhìn cứ diễn nhìn Tú là không, là Tú vô bao vui rất hầu như là 100%. Và Tú hỗ trợ cho em rất là nhiều trong cái vai diễn này, để mà hai đứa cùng phối hợp với nhau để mà đẩy hai nhân vật lên. Và má của em nữa, em cảm ơn mọi người rất là nhiều.